cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận được đề xuất đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn hơn 9.500 tỷ đồng, xây làn khẩn cấp đảm bảo xe chạy an toàn, giảm tai nạn. Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang cho biết, sở này đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình dự thảo đề xuất xây cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn tiếp theo lên Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi được thông qua, tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét phê duyệt. Trước đó, cao tốc này hoàn thành giai đoạn 1, vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng cho xe chạy từ ngày 30 tháng 4. Trong gần 2 tháng vận hành, cao tốc đón hơn 1,1 triệu lượt xe, trung bình trên 30.000 lượt xe một ngày đêm. Tuyến cũng ghi nhận 38 vụ tai nạn giao thông, trong đó một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương, gần 300 ô tô bị hỏng, chết máy, nổ lốp, hết nhiên liệu. Theo Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang, nguyên nhân tuyến đường xảy ra nhiều tai nạn ở thời gian đầu khai thác do quy mô cao tốc giai đoạn 1 đã tính toán hơn 10 năm trước, không phù hợp với sự gia tăng của lượng xe hiện nay. Ngoài ra, giai đoạn đầu cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp mà chỉ bố trí 11 điểm dừng khẩn cấp trên toàn tuyến. Việc này được cho không khả thi bởi xe gặp sự cố không thể tự chạy tới điểm dừng. Công tác cứu hộ cũng gặp khó khăn, khó xử lý kịp thời ở các vị trí. Trước tình hình đó, chính quyền Tiền Giang đã làm việc với doanh nghiệp dự án, thống nhất đầu tư cao tốc giai đoạn 2 theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, BOT. Tổng chi phí hơn 9.500 tỷ đồng, gồm lãi vay. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 4.700 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng đầu tư. Dự kiến giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trong năm 2025. Hiện cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận được quy hoạch giải phóng mặt bằng chiều rộng hơn 32 mét, đáp ứng xây 6 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp.